Xin chào mọi người, mình là Tiến. Mình tập gym từ năm 13 tuổi và đến nay mình đã tập được 13 năm. Trước đây mình là một vận động viên điền kinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiến sinh ra trong một gia đình 4 anh em trai đều chơi thể thao cả. Nhưng mà các anh không ai cao quá 1m7 nhưng Tiến lại cao 1m75. Thế hình và xây dựng cơ thể đẹp nhất và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Bây giờ mình đã đẹp lên, mình muốn mọi người thấy được cái thành quả đó. Thành ra là mình rất là tự tin đứng trước đám đông. Thậm chí là mình còn muốn thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh nữa. Tiến chơi rất là nhiều môn, bóng đá, bóng chuyền và bơi lội nữa. Nhưng mà gym vẫn là tiếp tục xuyên sống với Tiến. Nếu bạn theo thể hình, nó đòi hỏi bạn phải có một sức khỏe và một cái chế độ dinh dưỡng tốt. Khi mà bạn đam mê thể hình, chắc chắn bạn sẽ tránh xa được những cái tệ nạn xấu. Và ai sống cũng có lý tưởng và ước mơ, thay đổi vóc dáng người Việt là giấc mơ của Tiến.